Dưới sự điều hành của Trung tướng Kirilo Bodanov, cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã liên tiếp tiến hành những vụ tấn công táo bạo, khiến hải quân Nga phải trả giá đắt. Sự phát triển của xuồng không người lái mặt nước tác chiến trên biển USV là minh chứng cho điều này. Vào rạng sáng ngày 5 tháng 3, thêm một chiến hạm khác của hạm đội Biển Đen bị chìm do cuộc tấn công của bầy đàn xuồng không người lái mặt nước Magura V5 của Ukraine. Theo trang thông tin tình báo mã nguồn mở ORIS, OSINT, tàu tuần tra Sergei Kovtop của Nga là chiếc thứ 22 bị đánh chìm bởi nhiều loại vũ khí khác nhau USV, UAV, tên lửa bờ hoặc tên lửa hành trình phóng từ trên không kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột 2 năm trước. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố con số này thậm chí còn cao hơn, với 26 chiếc tất cả. Cuộc tấn công mới nhất này diễn ra chưa đầy 10 ngày sau vụ chìm tàu đổ bộ hạng nặng Sister Kunikov sau khi bị 3 chiếc Magura V5 phây đánh ngoài khơi bờ biển phía nam của bán đảo Crimea. Vậy điều gì đã khiến Magura đáng gờm như vậy? Nhưng trước khi bắt đầu hành trình ngày hôm nay, mong quý vị hãy dành ra 3 giây để ấn vào nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào từ chúng tôi. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi! Lịch sử của xuồng không người lái Magura. Theo nhiều nguồn khác nhau, Magura V là từ viết tắt có nguồn gốc từ thiết bị robot không người lái tự hành bảo vệ hàng hải loại V. Magura cũng là một nhân vật trong thần thoại Slav, con gái của thần sấm Beruin. Cô là một tiên nữ rất xinh đẹp, có cánh nhưng hiếu chiến. Đối với nhiều người, đây là hiện thân hoàn hảo của loại phương tiện không người lái này. Magura V5 được phát triển bởi một công ty tư nhân Ukraine có tên là Special Technology Export, STE. Tương đối ít thông tin về công ty này. Công ty giữ kín hồ sơ công khai vì lý do bảo mật, theo Ukrainska Ravda UP. Các nguyên mẫu xuồng không người lái ban đầu đã được cung cấp cho cơ quan an ninh Ukraine SBU. Mẫu này có thiết kế đơn giản và có chút giống với phiên bản đã được sử dụng ngày nay. Nó sử dụng một kênh liên lạc duy nhất thông qua Starlink và sử dụng một động cơ, hệ thống lái và điều khiển đơn giản. Mặc dù SBU nhận ra giá trị của USV, nhưng họ đã quay lưng với Magura và quyết định phát triển phiên bản của riêng mình mang tên Sea Baby. Đồng thời, Tổng cục Tình báo Quốc phòng HUR Ukraine cũng đang nghiên cứu khả năng sử dụng USV và thành lập một bộ phận riêng để vận hành. Được đặt tên là Nhóm 13, người đứng đầu chi nhánh, được biết đến với mật danh là Boris, cho biết đơn vị đã nghiên cứu USV kể từ mùa hè năm 2022. Cách tiếp cận ban đầu của nhóm 13 là sửa đổi các phương tiện thủy hiện có bằng cách lắp đặt hệ thống điều khiển từ xa. Boris cho biết, ý định đầu tiên của họ là sử dụng phương tiện không người lái đổ bộ để giám sát hoặc tấn công cảm tử trên sông, và thực sự đã tiến hành các hoạt động như vậy trên sông Dnieper ở vùng Zaporizhia. Boris cho biết, ông và nhóm của mình bắt đầu tìm kiếm những nền tảng phức tạp hơn và đến thăm các triển lãm quân sự để tìm kiếm sản phẩm. Mặc dù không tìm thấy bất cứ thứ gì phù hợp, do đó họ chuyển sang tìm kiếm một nhà sản xuất trong nước và cuối cùng quyết định chọn STE. Như tướng Budanov đã nói với UP, họ không phải là những người đầu tiên đến với chúng tôi, nhưng chúng tôi nhìn thấy tiềm năng phát triển của họ. Đó là lý do vì sao chúng tôi bắt đầu hợp tác và vẫn đang phối hợp khá thành công. Đặc tính kỹ thuật Magura V5. Dễ hiểu là cả HUR và STE đều kính tiếng về các đặc tính kỹ chiến thuật của USV. Khi được trưng bày tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế IDEF của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm 2023, những đặc tính sâu đã được công bố: kích thước 5,5m x 1,5m x 0,5m, tốc độ hành trình 22 hải lý trên giờ, 41 km trên giờ, tốc độ tối đa là 42 hải lý trên giờ, 78 km trên giờ. Xuồng có phạm vi hoạt động là 450 hải lý, 833 km và tải trọng là 320 kg, được lắp hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến hoặc liên lạc vệ tinh. Gần đây, bức màn bí mật đã được vén lên sau khi một chiếc USV gần như nguyên vẹn được lực lượng Nga thu giữ trên bờ biển Crimea vào tháng 11 năm 2023. Các đánh giá nguồn mở về hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy như sau. Cấu trúc thân máy Magura V5 có thân mỏng được làm từ vải carbon và nhựa epoxy. Cấu trúc này được coi là tương tự như cấu trúc được sử dụng trong sản xuất máy bay không người lái UAV. Động cơ, khoang động cơ được làm từ nhôm, được tích hợp vào thân tàu bằng keo bọt polyethylene tiêu chuẩn công nghiệp. Nó được trang bị một hệ thống giữa động cơ và nắp trên bên ngoài giúp khử khí xả, qua đó làm giảm khả năng hiển thị nhiệt của phương tiện. Thông tin liên lạc thông qua hai anten Starlink và anten liên lạc vệ tinh
Kimata do Mỹ sản xuất. Một kênh liên lạc riêng biệt sử dụng bộ định vị GPS di động 2 SIM công nghiệp với phạm vi lên tới 40 km cho phép truy cập Internet di động mặt đất. Điều khiển máy tính Makura V được trang bị máy tính sử dụng mã hóa Linux. Nga được cho là đang điều tra và cho rằng trên khoang có các thiết bị điện tử, năm cha ba mẹ, khiến nó không đáng tin cậy. Không rõ liệu phương tiện bị bắt giữ có phải là điển hình của các phiên bản đã được triển khai hay không, nhưng kết quả hoạt động trên Biển Đen cho thấy những nhận xét của Nga là không hoàn toàn đúng. Danh sách những bại tướng. Những thành công gần đây của USV là sự kết hợp giữa cải tiến kỹ thuật và chiến thuật được HUR sử dụng. Họ đang nghiên cứu vấn đề này trong mùa gió chướng từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, khi điều kiện ở Biển Đen không thuận lợi cho việc triển khai xuồng không người lái. Họ nhận ra rằng để đảm bảo các trận đánh thành công lớn hơn nên tiến hành săn theo đàn với 5 hoặc 6 chiếc để cố gắng áp đảo vũ khí mục tiêu. Một trong những nhà phát triển cho biết mỗi USV có một nhiệm vụ riêng. Nó tóm lại, một chiếc cố gắng làm mục tiêu bất động bằng cách đánh vào động cơ. Những chiếc sau sẽ tấn công vào giữa tàu, nơi dễ bị tổn thương. Nếu đạt được mục tiêu, các cuộc tấn công tiếp theo sẽ nhắm vào đó. Đến đầu tháng 4 năm 2023, USV được coi là đã sẵn sàng hoạt động. Tất cả những gì cần thiết là một mục tiêu thích hợp để ra quân. Cùng lúc đó, SBU bắt đầu sử dụng CBB và Marmite tốc độ cao. Cơ hội đầu tiên dành cho Makura xuất hiện vào ngày 24 tháng 5 năm 2023, khi tàu trinh sát Nga Ivan Kursk được phát hiện đang hoạt động cách eo biển Bosphorus khoảng 120 km về phía đông bắc. Ông Boris kể lại, nhiệm vụ gần như không thể tiến hành vì thời tiết xấu. Khi chiếc USV cuối cùng xuất kích, thông tin liên lạc đã bị mất. Khi các USV đến gần con tàu, chúng bị vũ khí trên tàu đối phương tấn công và phải giữ khoảng cách, theo dõi mục tiêu trong khoảng 6 giờ. Ngay khi USV sắp hết nhiên liệu, cuộc tấn công đã diễn ra. Ông không nêu rõ có bao nhiêu USV tham gia, như người Nga tuyên bố rằng họ đã tiêu diệt được 3 chiếc và cuộc tấn công đã thất bại. Một đoạn video do Kiev công bố vào thời điểm đó xác nhận rằng ít nhất 2 chiếc đã bị hư hại do hỏa lực từ tàu, nhưng một chiếc chắc chắn đã đâm vào phía sau Ivan Kursk và có thể gây hư hỏng nặng. Tàu tuần tra Sergei Kotov Makura chạm trán với tàu tuần tra này vào tháng 7 và một lần nữa vào tháng 9 năm 2023. Và cả hai lần đều tuyên bố đã gây hư hại hỏng tàu, nhưng không đánh chìm được. Phải đến ngày 5 tháng 3, gần 6 tháng sau, cuối cùng chúng mới đánh chìm con tàu. Tàu tuần tra Serna và Akula. Vào đêm ngày 10 tháng 11 năm 2023, USV và HUR đã xác định được hai tàu đổ bộ tốc độ cao của Nga là Serna và Akula. Những tàu này neo đậu tại một bến cảng quân sự kề bên làng Chornomorskoye, gần bờ biển Crimea. Khoảng 5 giờ sáng, có tới 5 chiếc Makura đã tấn công hai tàu, khiến chúng và hàng hóa trên khoang là một số xe thiết giáp bị chìm. Tàu Ivanovets. Vào rạng sáng ngày 1 tháng 2, một số USV Makura đã tấn công tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường Ivanovets ở lối vào cửa hồ Dunaslav của Biển Đen trên bờ biển Crimea. Con tàu tên lửa hiện đại bị chìm. Một đoạn video do HUR công bố cho thấy hai cú đánh trực tiếp, một cú đánh gây ra một lỗ lớn ở mạn tàu Ivanovets, sau đó là một cú đánh khác gây ra vụ nổ lớn. Tàu Tsa Kunikov, sáng sớm ngày 14 tháng 2, có tới 6 chiếc Makura V5 đã tấn công tàu đổ bộ tấn công hạng nặng Tsa Kunikov từ hai phía gần thị trấn nghỉ mát của Alupka của Crimea. Không giống như các cuộc tấn công trước đây, con tàu dường như không có hành động phòng thủ nào trước khi bị nhấn chìm bởi một vụ nổ, lật nghiêng và chìm. Không giống CBB của SBU là một nền tảng đa mục đích và có thể được coi là chuyên gia của mọi ngành nghề. Makura luôn chỉ nhằm mục đích trở thành một thợ săn hay sát thủ được tạo ra đặc biệt để tìm kiếm và tiêu diệt tàu chiến trên biển. Nó nhỏ hơn, nhanh hơn và cơ động hơn nhiều so với xuồng không người lái tương tự khác. Mặc dù vậy, cả HUR và nhà sản xuất đều đang nghiên cứu cách để phát triển nền tảng hơn nữa, có thể bao gồm việc bổ sung hệ thống phòng không và hệ thống vũ khí khác trên loại USV này. Những điều này sẽ giúp cải thiện khả năng bảo vệ của nó, đồng thời cũng cho phép nó tìm các mục tiêu khác, mặt đất, mặt nước, trên không. Ngoài ra, còn có kế hoạch cho phép USV đi chìm xuống một chút, khi nó thậm chí còn khó được nhìn thấy hơn trong lần công kích cuối cùng. Ukraine xoay chuyển chiến lược, chặn đà tiến của Nga. Khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ ba, Ukraine đứng trước một tình thế khó khăn. Nguồn hỗ trợ từ bên ngoài ngày càng suy giảm, đe dọa tương lai của Kiev trong nỗ lực đối phó với Moscow.
Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thể thuyết phục Quốc hội thông qua một gói viện trợ mới cho Ukraine do sự phản đối của các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Trong khi đó, châu Âu đang vật lộn với những khó khăn của khối này. Đức, mặc dù đã tăng cường viện trợ quân sự, nhưng vẫn không cung cấp tên lửa Taurus thiết yếu cho Ukraine. Sự hỗ trợ liên tục của Anh cũng bị phủ bóng bởi những bất ổn xung quanh cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tuy nhiên, ngay cả khi sự hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine ở mức tối đa, một kịch bản khác xa với thực tế hiện đại, thì sự hỗ trợ đó vẫn không đủ so với hỏa lực và nguồn lực của Nga. Chẳng hạn, kế hoạch gần đây của Pháp cung cấp 3.000 quả đạn pháo 155mm hàng tháng cho Ukraine vẫn quá ít so với 20.000 quả đạn pháo Nga bắn ra mỗi ngày. Trong khi sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây cho quân đội Ukraine ngày càng suy giảm, Nga vẫn tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công. Đồng thời, Moscow vẫn đối phó hiệu quả với các lệnh trừng phạt và tăng doanh số ban đầu. Robert Gates, cựu giám đốc CIA và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhận định quân đội Nga đã phá vỡ thế cân bằng trong cuộc chiến ở Ukraine sau nỗ lực thành công của Moscow nhằm giành được thành trì Avdiivka ở miền đông. Việc rút quân khỏi Avdiivka được xem là bước lùi tiếp theo của Ukraine trên chiến trường sau cuộc phản công thất bại từ mùa hè năm ngoái. Tất cả những gì tôi đang học là người Nga đang tấn công dọc theo mặt trận dài 1.000 km. Họ ngày càng có nhiều nguồn cung cấp vũ khí hơn. Tôi đã đọc được rằng mỗi quả đạn pháo do lực lượng Ukraine bắn ra thì người Nga bắn tới 10 quả. Ông Gates nói với Washington Post. Mặc dù chiến tuyến phần lớn bị đình trệ trong 14 tháng qua, Nga hiện vẫn đang kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea được sáp nhập vào năm 2014. Trong bối cảnh phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn cung quân sự quan trọng như đạn pháo và đạn phòng không, bao gồm Stingers và thậm chí cả tên lửa Patriot, Ukraine buộc phải rơi vào thế phòng thủ. Sự suy yếu của các hệ thống phòng không khiến Ukraine dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công trên không và làm tăng thương vong cho dân thường. Bất chấp những thách thức trên, Ukraine vẫn không bỏ cuộc. Thay vào đó, Kiev đã tìm cách tự lực cánh sinh, một hành trình được đánh dấu bằng sự bền bỉ và đổi mới chiến lược khi đối mặt với nghịch cảnh. Tự lực cánh sinh. Ngành quốc phòng Ukraine đang chuyển từ mua sắm khẩn cấp sang tăng cường sự sản xuất vũ khí và hình thành quan hệ đối tác chiến lược với các công ty quốc phòng nước ngoài. Sự thay đổi này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine về lâu dài. Cách tiếp cận mới của Ukraine trong việc sử dụng máy bay không người lái UAV, đặc biệt là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV, thể hiện sự tập trung của Kiev vào khả năng tự lực cánh sinh. Hiệu quả của các thiết bị giá rẻ như UAV được củng cố bởi tính linh hoạt và độ chính xác của chúng. Các máy bay không người lái với khả năng vô hiệu hóa lực lượng bộ binh đối phương trong chiến hào và tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao như xe bọc thép đã thay đổi cục diện chiến sự. Ví dụ, một báo cáo về tổn thất trang thiết bị của Nga thống kê rằng từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 17 tháng 10 năm 2023, máy bay không người lái FPV đã tham gia vào khoảng 35% chiến dịch của Ukraine nhằm loại bỏ các mục tiêu của đối phương. Trong giai đoạn này, Ukraine ghi nhận 388 trường hợp thiết bị của Nga bị phá hủy, trong đó máy bay không người lái FPV phá hủy 146 thiết bị. Các cuộc tấn công đã phá hủy 140 triệu đô la Mỹ trang thiết bị, bao gồm hệ thống phòng không Storm trị giá 25 triệu đô la Mỹ. Bởi vì chúng đã trở thành một thành phần quan trọng trong chiến lược quân sự của Ukraine, nên Ukraine đã mở rộng sản xuất máy bay không người lái FPV trên quy mô toàn quốc. Các công ty không chỉ mở rộng dây chuyền sản xuất, mà còn có những lời kêu gọi và khóa học mở cho người dân bình thường để tham gia nỗ lực lắp ráp. Do đó, Ukraine đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 1 triệu máy bay không người lái FPV vào năm 2024. Việc mở rộng quy mô sản xuất cũng giúp giảm giá thành của mỗi máy bay không người lái từ 400 đô la Mỹ xuống còn 350 đô la Mỹ. Để so sánh, máy bay không người lái tự sát của Mỹ, Switchblade 300 có thể có giá cao hơn gấp 12 lần. Và Whistler 600 có thể đắt hơn 200 lần so với máy bay không người lái FPV do Ukraine sản xuất. Kiev đã chứng kiến sự bùng nổ trong sản xuất và đổi mới máy bay không người lái, đồng thời đang phát triển các máy bay không người lái tầm xa, tiên tiến. Bộ trưởng Kỹ thuật số Mikhail Fedorov xác nhận, chỉ riêng về phía Ukraine, hơn 300.000 máy bay không người lái đã được các nhà sản xuất đặt hàng vào năm ngoái và hơn 100.000 chiếc đã được gửi ra mặt trận. Khả năng tự cung tự cấp của Ukraine còn mở rộng sang sản xuất vũ khí hạng nặng, trong đó có pháo tự hành 2S-22 Bodana là một ví dụ điển hình. Ít nhất là 30 chiếc Bodana đã được sản xuất trong cuộc xung đột. Cho đến nay vẫn chưa có chiếc nào bị mất, chỉ có một số chiếc bị hư hỏng và đang được sửa chữa.
tổng cộng 25 doanh nghiệp và khoảng 400 chuyên gia đã tham gia sản xuất Bandana. Họ được phân bổ để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của đối phương. Việc mở rộng quy mô sản xuất loại pháo này rất quan trọng vì các đồng minh của Ukraine không thể cung cấp đủ đạn pháo 155mm để đáp ứng nhu cầu của Kiev. Việc sản xuất nội địa cũng giúp giảm đáng kể chi phí của một đơn vị pháo, hiện ở mức khoảng là 2,5 triệu đô la Mỹ. Ukraine cũng đang tìm cách thiết lập nhiều chương trình hợp tác quốc phòng khác nhau với các đồng minh. Một ví dụ là sự hợp tác với Flensburger Fasselbau, Gesellschaft của Đức. Công ty sẽ thành lập một trung tâm sửa chữa ở phía tây Ukraine nhằm tăng cường đáng kể hiệu quả bảo trì các khí tài như xe tăng Leopard, đồng thời cung cấp đào tạo tại chỗ cho thợ cơ khí của Ukraine. Một nhà sản xuất vũ khí khác của Đức, Rheinmetall, đã thành lập xưởng sửa chữa xe tăng ở Ukraine và gần đây đã công bố kế hoạch thành lập một nhà máy sản xuất đạn 155mm trong nỗ lực liên doanh với đối tác Ukraine. Sẽ sản xuất hàng trăm nghìn đạn pháo 155mm mỗi năm, bao gồm cả ngòi nổ mồi, Rheinmetall thông báo. Ukraine cũng đã ký kết thỏa thuận với Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Liên Chính phủ Séc về việc thành lập cụm sản xuất vũ khí với BAE Systems của Thụy Điển để cùng sản xuất xe chiến đấu bộ binh CV-90. Động lực hướng tới việc tự lực cánh sinh không chỉ là cách phản ứng của Ukraine với cuộc xung đột đang diễn ra, mà còn là một tầm nhìn chiến lược. Ukraine đặt mục tiêu xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh có thể giảm sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, giúp giành chiến thắng cho cuộc chiến hiện tại và phát triển khả năng răn đe quân sự mạnh mẽ trước các mối đe dọa trong tương lai. Cuối cùng, Ukraine cũng đặt mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu vũ khí quan trọng, tận dụng lĩnh vực quốc phòng của mình để đạt được lợi ích kinh tế và địa chính trị. Chiến lược 3 giai đoạn. Việc Ukraine theo đuổi chiến lược tự lực cánh sinh cũng là một trong những cách mà để giúp nước này đối phó với lực lượng Nga áp đảo hơn cả về nhân lực và khí tài, đặc biệt trong bối cảnh nguồn viện trợ từ phương Tây cạn dần. Các chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine vẫn có thể giành chiến thắng trước Nga nếu Kiev ưu tiên phòng thủ, xây dựng lại năng lực chiến đấu và tấn công vào khu vực đối phương dễ bị tổn thương nhất. Nếu có một tầm nhìn cho Ukraine trong năm nay, tôi cho rằng Ukraine cần có chiến lược để đạt được thành công. Đó là cách tiếp cận được xây dựng trên nguyên tắc giữ vững, xây dựng và tấn công. Michael Cotman, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Kennedy nhận định. Theo chuyên gia Cotman, trong giai đoạn giữ vững phòng tuyến, Ukraine cần củng cố và bảo vệ phòng tuyến đủ để khiến lực lượng Nga kiệt sức. Chuyên gia Cotman cho rằng, nếu Ukraine liên tục giữ phòng tuyến ngăn Nga tiến công, điều này sẽ khiến Nga rơi vào thế yếu khi bị tiêu hao lực lượng và hứng chịu thiệt hại. Trong khi giữ vững phòng tuyến, Ukraine có thể xây dựng lại lực lượng của mình thông qua việc tái thiết, huấn luyện và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước cũng như sự hỗ trợ từ các đối tác phương Tây. Yếu tố tấn công sẽ đánh vào những điểm yếu của Nga để làm suy giảm năng lực và tạo cơ hội cho Ukraine tiến hành các hoạt động tấn công sau này. Trong một bài viết cùng với hai chuyên gia khác trên trang World on the Rock, Coleman cho rằng chiến lược này có thể giúp Ukraine giành được lợi thế cần thiết và đạt được mục tiêu đối phó Nga năm 2025. Nhưng điều này còn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ bền vững của phương Tây cũng như những lựa chọn được đưa ra ngay từ bây giờ. Trong trường hợp khả quan nhất, Ukraine có thể giành lại thế chủ động vào năm tới. Còn trong trường hợp xấu nhất, Ukraine vẫn có thể cầm cự một cách hiệu quả và khiến Nga đi chệch hướng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu xung đột trong năm 2025 hoặc 2026. Chuyên gia Cotman nói thêm. Emma Effort, chuyên gia cấp cao tại trung tâm Harry L. Stimson, cho rằng Ukraine đang thiếu năng lực thực hiện các cuộc tấn công và Kiev cần chú trọng xây dựng một hệ thống phòng thủ vững chắc để ngăn Nga giành thêm các vùng lãnh thổ mới. Chúng ta không thể giúp Ukraine lấy lại toàn bộ lãnh thổ của họ, nhưng chúng ta có thể giúp Ukraine ngăn Nga đạt được những bước tiến tiếp theo. Chúng ta ủng hộ việc tăng cường các công sự cố định, đào sâu phòng tuyến của Ukraine. Sử dụng mìn sát thương, mìn chống tăng. Đây là những điều mà Nga đã làm trong năm qua nhằm giúp họ phòng thủ khá hiệu quả. Chuyên gia Arthur nhận định. Bà Ashford nói thêm rằng việc Ukraine tập trung vào phòng vệ có thể mang lại lợi ích chính trị cho các đối tác phương Tây, khi châu Âu có thể duy trì hỗ trợ Kiev trong bối cảnh nguồn viện trợ của Mỹ đang rơi vào thế bế tắc. Cách tiếp cận này ít tốn kém hơn và hiệu quả hơn, giúp giải quyết các vấn đề về nhân lực. Vì phòng thủ đòi hỏi ít nhân lực hơn tấn công, chuyên gia cho biết thêm. Theo bà Ashford, mặc dù sự hỗ trợ của Mỹ rất quan trọng trong việc cung cấp một số loại đạn dược và vật tư chủ chốt, nhưng việc Ukraine ưu tiên phòng vệ không nhất thiết đòi hỏi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ mà Quốc hội Mỹ đang tranh luận. Chuyên gia Cosman cho rằng, thành công của Ukraine không nhất thiết là giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát, mà là tạo ra đòn bẩy đủ mạnh để Kiev có thể đàm phán một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Nga, với các điều kiện có lợi cho mình.
Mục tiêu hiện tại không phải là để Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Tôi hiểu đây là mong muốn của Ukraine. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là điều dẫn đến chiến thắng. Ukraine cần được đặt vào vị thế để họ có thể đạt được đòn bẩy quyết định, từ đó đàm phán với Nga về việc chấm dứt xung đột và đạt được một nền hòa bình lâu dài, ông Kosman cho biết. Tuy nhiên, không phải chuyên gia quân sự nào cũng nhìn thấy con đường dẫn đến chiến thắng cho Ukraine, ít nhất là không thông qua hành động trên chiến trường. Chuyên gia Daniel Davis tại tổ chức Defense Realities cho rằng Kiev khó có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga bằng biện pháp quân sự. Theo chuyên gia Davis, Ukraine cần nỗ lực đàm phán với Nga càng sớm càng tốt để chấm dứt chiến tranh. Thông qua đàm phán, Ukraine có thể tận dụng thời gian để xây dựng lại năng lực công nghiệp và an ninh quốc phòng. Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này vào bất kỳ thời điểm nào bằng biện pháp quân sự. Cho dù họ có nhận được 60 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ hay không, ngay cả khi họ nhận được nguồn tài trợ bền vững. Nga bác tối hậu thư của Ukraine không tham gia hội nghị hòa bình. Tiêm kích Phần Lan áp sát Antarctica Tu 22M3 Nga trên biển Baltic. Lời cảnh báo hạt nhân của ông Putin bị Mỹ phớt lờ. Tuần bầu cử ác mộng bắt đầu đến với ông Putin. Ukraine phóng tên lửa hủy diệt trung tâm chỉ huy nổi của Nga ở Kherson. Quý vị thân mến, Nga tuyên bố tham gia một hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức về xung đột Ukraine ngay cả khi được mời chính thức. Vào ngày 13 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng diễn đàn này sẽ được tổ chức để thúc đẩy tối hậu thư về công thức hòa bình Zelensky, mặc dù các nhà tổ chức Thụy Sĩ giả vờ rằng họ đang tìm kiếm một mẫu số chung trong các sáng kiến hòa bình của các quốc gia khác nhau. Phản hồi chính thức của Nga được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông gần đây đưa tin Trung Quốc và Thụy Sĩ đang nỗ lực mời Nga tham gia đàm phán. Tháng trước, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào mùa hè. Hiện thời điểm tổ chức hội nghị chưa được công bố và danh sách các bên tham gia cũng chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Ukraine đã nêu rõ rằng Nga chỉ có thể được mời nếu nước này đồng ý trước một loạt điều kiện. Bà Zakharova tuyên bố, Moscow không có ý định tham gia một hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức về cuộc xung đột Ukraine, ngay cả khi được mời chính thức. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bao gồm một số điều khoản phi thực tế, bao gồm việc rút quân Nga về biên giới Ukraine năm 1991, buộc Moscow phải chịu trách nhiệm và trả tiền bồi thường, cũng như các điều khoản về lương thực, an toàn hạt nhân, năng lượng, sinh thái và các vấn đề nhân đạo. Bà Zakharova cho biết các yêu cầu cơ bản của Kiev vẫn được giữ nguyên, trong khi lợi ích hợp pháp của Nga đang bị phớt lờ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow tin chắc rằng Thụy Sĩ khó có thể đóng vai trò là nền tảng cho các nỗ lực gìn giữ hòa bình khác nhau, vì điều này đòi hỏi phải có một vị thế trung lập mà bên đã đánh mất. Bà Zakharova kết luận, tất cả những điều này khiến việc Nga tham gia vào hội nghị hòa bình trên trở nên vô nghĩa, vì bất kể hội nghị này được tổ chức theo một, hai hay năm giai đoạn, bản chất tối hậu thư của nó do Kiev và những ông chủ của họ thúc đẩy vẫn không thay đổi. Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cho rằng một giải pháp hòa bình chỉ có thể đạt được theo các điều kiện của Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine trong chừng mực cần thiết. Trong khi đó, Nga nhấn mạnh rằng không có khoản viện trợ nước ngoài nào thay đổi được tiến trình của cuộc xâm lược. Tiêm kích Phần Lan áp sát Antarctica Tu-22M3 của Nga trên biển Baltic. Nga vừa công bố video cho thấy các tiêm kích FA-18 Onyx của Phần Lan áp sát phi đội máy bay ném bom Tu-22M3 trong lúc tuần tra trên biển Baltic. Bộ Quốc phòng của Nga vào ngày 12 tháng 3 đã đăng tải một đoạn video và cho biết các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đang thực hiện hoạt động tuần tra trên biển Baltic. Theo đoạn video được công bố, trong hoạt động tuần tra lần này có sự xuất hiện của hai tiêm kích FA-18 Onyx của Phần Lan. Một trong số chúng đã bay song song với Antarctica của Nga và chiếc còn lại bám sát ở phía sau. Đặc biệt, một trong hai tiêm kích này được trang bị tên lửa không đối không M9. Trong khi đó, hộ tống các máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga có phi đội Su-35S được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Kh-32. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, tất cả các chuyến bay của lực lượng hàng không vũ trụ nước này đều bay tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận và không tiếp cận nguy hiểm với máy bay của các quốc gia khác. FA-18 Hornet là dòng máy bay tiêm kích ném bom do hãng McDonnell Douglas và Northrop Corporation thiết kế và phát triển từ những năm 1970. Máy bay có trọng lượng khoảng 11 tấn,
trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 22 tấn. Sức mạnh của máy bay được cung cấp bởi hai động cơ phản lực cánh quạt General Electric F404, cho phép bay với tốc độ tối đa Mach 1,8, tương đương 1.915 km/h, bán kính chiến đấu đạt 740-1.065 km. Với vai trò chiếm ưu thế trên không, FRA-18 có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, từ tên lửa không đối không đến tên lửa không đối đất, cùng một khẩu pháo 20 ly 6 nòng M61A1 Falcon. Lời cảnh báo hạt nhân của ông Putin bị Mỹ phớt lờ. Tòa Bạch Ốc cho biết chính phủ Mỹ không có kế hoạch thay đổi trạng thái hạt nhân, dù quan ngại về tuyên bố trước đó từ Tổng thống Nga Putin. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre bình luận vào ngày 13 tháng 3, phản hồi câu hỏi về phản ứng từ Mỹ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân. Phỏng vấn cùng ông Putin vài tiếng trước đó, đài Russia One và hãng tin RIA Novosti công bố rằng chúng tôi chưa ghi nhận diễn biến nào mới đủ để thay đổi trạng thái hạt nhân, đồng thời chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine, trong đó có tuyên bố nước Nga luôn sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân. Ông nói sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp chủ quyền bị đe dọa, nhấn mạnh điều này đã được nêu rõ trong học thuyết hạt nhân của Nga. Ông Putin lưu ý rằng trạng thái sẵn sàng ở đây chỉ xét trên phương diện kỹ thuật quân sự, còn về mặt sách lược thì Moscow không cần vội vàng chuẩn bị cho đối đầu hạt nhân. Ông nói Nga chưa từng có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraine. Bà Jean-Pierre nhận định Tổng thống Putin đã nhắc lại học thuyết hạt nhân của Nga trong cuộc phỏng vấn vừa qua. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn cho rằng những phát biểu thời gian qua từ giới chức Nga về vũ khí hạt nhân là thiếu cẩn trọng lẫn trách nhiệm trong bối cảnh xung đột. Bà tái khẳng định lập trường của chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bảo vệ người dân và lãnh thổ trong cuộc chiến với Nga. Học thuyết hạt nhân của Nga quy định nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga. Tổng thống Putin là người ra quyết định cuối cùng về sử dụng vũ khí hạt nhân cả với đầu đạn chiến lược và chiến thuật. Ông Putin thường xuyên đề cập đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân và khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong các dịp quan trọng. Vào hôm 23 tháng 2, nhân kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc, ông tuyên bố Nga đã hiện đại hóa hầu hết lực lượng chiến lược trong bộ ba hạt nhân và sắp hoàn tất thử nghiệm một số hệ thống tấn công mới, nhưng không tiết lộ cụ thể. Tuần bầu cử ác mộng bắt đầu đến với ông Putin. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phải đối mặt với rắc rối trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine vài ngày trước cuộc bầu cử ở nước này. Dự kiến sẽ dẫn đến việc nhà lãnh đạo của Nga sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến ít nhất vào năm 2030. Tuần này, cho đến nay, là một tuần đầy biến động đối với Tổng thống Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào tối thứ Ba, đất nước này đã bị hơn 60 máy bay không người lái của Ukraine tấn công, với các mục tiêu bao gồm tòa nhà Kênh HTD News. Kính thưa quý vị, chính phủ Bồ Đào Nha sẽ phân bổ 100 triệu euro cho sáng kiến của Cộng hòa Séc để mua đạn pháo cho lực lượng phòng vệ Ukraine. Melitani đã báo cáo về điều này với sự tham khảo trên trang web chính thức của chính phủ Bồ Đào Nha. Do đó, Bồ Đào Nha sẽ cùng với các quốc gia khác ủng hộ sáng kiến của Cộng hòa Séc trong việc cùng mua và nhanh chóng cung cấp đạn dược cỡ lớn cho Ukraine. Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel đã công bố kế hoạch mua đạn pháo cho Ukraine từ nước thứ ba tại hội nghị an ninh Munich vào giữa tháng 2. Ông Pavel tuyên bố nước này đã tìm được khoảng 500.000 quả đạn pháo 155 ly và 300.000 quả đạn pháo 122 ly ở nước ngoài để cung cấp cho Ukraine. Cho đến nay, hơn 15 quốc gia đã cam kết tài trợ cho việc mua đạn pháo, trong số đó có Bỉ, Hà Lan, Đức, Litva, Pháp, Na Uy, Canada và Thụy Điển. Tờ Financial Times đưa tin tổng giá trị của những hợp đồng như vậy có thể lên tới 1,5 tỷ đô la. Đại diện của Cộng hòa Séc không đưa ra bình luận nào liên quan đến chi phí của các giao dịch tiềm năng. Theo Thomas Kobesny, ủy viên chính phủ phụ trách tái thiết Ukraine, việc vận chuyển đạn dược đến Ukraine sẽ mất vài tháng. Ông nhấn mạnh rằng số tiền từ các đối tác đã được hứa hẹn nhưng vẫn chưa có trong tài khoản của các đơn vị mua đạn dược. Ngoài ra, ông Kobesny cũng công bố kế hoạch mở rộng sáng kiến này. Sáng kiến này sẽ được công bố sau khi 800.000 quả đạn pháo đầu tiên được tài trợ. Sau đó, Cộng hòa Séc thông báo khả năng mua thêm 200.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Military gần đây cũng đưa tin rằng, ngoài sáng kiến mua sắm đạn dược của Séc, Ukraine muốn thực hiện thêm hai chiến dịch như vậy vào cuối năm nay và đang làm việc với các đối tác để tài trợ cho chúng.
Nga lần đầu tập kích kép ở Odessa, hàng chục dân thường thương vong. Quân đội Nga phóng hai tên lửa cách quảng trong đòn tập kích kép đầu tiên ở Odessa, khiến cho ít nhất 20 người chết, trong đó có nhiều nhân viên cứu hộ. Quan chức Ukraine cho biết, tên lửa đầu tiên rơi xuống một công trình dân sự ở Odessa, phía nam của nước này, vào sáng 15 tháng 3, khiến cho 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Khi nhận được tin báo, các nhân viên cứu hộ đổ tới hiện trường, nhưng họ trở thành nạn nhân của đòn tập kích kép khi quả tên lửa thứ hai rơi xuống. Ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 8 nhân viên cứu hộ và 70 người bị thương trong vụ tấn công. Marina Averina, phát ngôn viên cơ quan phụ trách các vấn đề khẩn cấp của Ukraine ở Odessa cho biết, đây là lần đầu tiên Odessa bị tập kích kép. Nhân chứng Maria Skopka, 50 tuổi, sống gần nơi xảy ra vụ tập kích cho biết, trong đòn tấn công đầu tiên, cửa sổ nhà bà vẫn nguyên vẹn. Nhưng khoảng 5 phút sau đó, khi xảy ra vụ tấn công thứ hai, trần nhà bị hư hại, trần thạch cao trong bếp sập xuống. Skopka kể lại, ta ơn Chúa, mẹ tôi khi ấy không ở trong bếp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi vụ tập kích kép nhằm vào Odessa là hành động hèn nhát, thêm rằng lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát. Ông Zelensky nói, lực lượng phòng vệ sẽ làm mọi thứ để Nga cảm nhận được cách chúng ta phản ứng chính đáng. Đòn tập kích được tiến hành trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ trả đũa và trừng phạt Ukraine vì đã tấn công nhiều khu vực tại Nga để gây gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống. Các nhóm dân quân thân Ukraine gồm Quân đoàn Tự do Nga FRL, Quân đoàn Tình nguyện Nga RVC và Tiểu đoàn Siberia những ngày qua nhiều lần vượt qua biên giới, tiến vào tỉnh Kursk, Belgorod của Nga với sự yểm trợ của xe tăng thiết giáp. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã ngăn chặn, đẩy lùi và gây thiệt hại nặng với các nhóm vũ trang thân Ukraine này. Cố vấn Tổng thống Zelensky gặp đại sứ Trung Quốc bàn về kế hoạch hòa bình. Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine đã hội đàm với cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky để tiếp tục thúc đẩy đàm phán hòa bình. Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, đã gặp đại sứ Trung Quốc Fan Xiangrong vào thứ Tư tại Kiev trong bối cảnh Ukraine nỗ lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Tư rằng Andriy Yermak cảm ơn phía Trung Quốc vì đã quan tâm đến việc đạt được hòa bình công bằng cho Ukraine. Cả ông Andriy Yermak và Fan Xiangrong đã vạch ra các lĩnh vực cần hợp tác hơn nữa, đặc biệt là về các vấn đề trong công thức hòa bình của Ukraine. Văn phòng Tổng thống cho biết hai người đã thảo luận về việc chuẩn bị cho một hội nghị lãnh đạo quốc tế được đề xuất, dự kiến được tổ chức tại Thụy Sĩ. Ông Zelensky đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu để hỗ trợ kế hoạch của ông nhằm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rút quân Nga, về việc Thụy Sĩ đồng ý tổ chức cuộc họp vào mùa hè này. Trung Quốc chưa chính thức ủng hộ hành động gây hấn quân sự của Nga chống lại Ukraine, nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục hợp tác kinh tế với Điện Kremlin. Trung Quốc vẫn chưa bình luận về cuộc đàm phán giữa đại sứ nước này và văn phòng tổng thống của ông Zelensky. Newsweek đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine và Bộ Ngoại giao Trung Quốc để yêu cầu bình luận qua email. Cuộc đàm phán giữa các quan chức Trung Quốc và Ukraine diễn ra sau khi đặc phái viên của Bắc Kinh về các vấn đề Á-Âu Li Hui gần đây đã có cuộc hội đàm riêng với Phó Tổng Giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị và an ninh của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp Jonathan Lacote tại Paris vào hôm thứ Hai, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bắc Kinh trước đó cho biết ông Li được cử tới châu Âu để triển khai ngoại giao con thoi mới nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Li đã đến thăm Nga, trụ sở Liên minh châu Âu, Ba Lan, Ukraine, Đức và Pháp từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 3. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Quanbin cho biết hôm thứ Ba về chuyến thăm châu Âu của Li rằng tất cả các bên đều coi trọng chuyến thăm của đặc phái viên Li Hui và khen ngợi nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy đàm phán vì hòa bình. Trong các cuộc thảo luận gần đây, bao gồm cuộc gặp tại Berlin với Ngoại trưởng Đức Thomas Becher, ông Lý bày tỏ sự sẵn sàng của Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghị hòa bình, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên liên quan. Tờ South China Morning Post đưa tin vào hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa. Tờ báo cho biết, nói chuyện với ông Lacote, ông Lý nhấn mạnh tính cấp thiết của việc chấm dứt thù địch và đạt được lệnh ngừng bắn. Ukraine gửi lời chúc mừng cuộc bầu cử của ông Putin.
máy bay không người lái tấn công hai nhà máy lọc dầu cùng lúc ở vùng Samara. Sáng ngày 16 tháng 3, máy bay không người lái đã tấn công cùng lúc hai doanh nghiệp dầu mỏ ở vùng Samara của Liên bang Nga. Truyền thông Ukraine đưa tin, các máy bay không người lái không xác định đã bay đến nhà máy lọc dầu ở Shiran và nhà máy lọc dầu Novokubishev. Hỏa hoạn bùng phát ở cả hai cơ sở. Một trong những trang công khai của Nga đưa tin, UAV đã tấn công hai doanh nghiệp ở vùng Samara cùng một lúc. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Một ấn phẩm khác làm rõ rằng đám cháy bắt đầu vào lúc 7 giờ 23 phút sáng theo giờ địa phương. Các nhân viên đã được sơ tán. Theo ấn phẩm, nhà máy lọc dầu ở Sishan đã bị một máy bay không người lái tấn công. Sau vụ nổ, đám cháy bùng phát tại doanh nghiệp. Thông báo được công bố vào lúc 7 giờ 48 phút theo giờ Moscow rằng hiện tại diện tích cháy là 500m², các cơ quan điều hành đang làm việc tại hiện trường. Nhà máy lọc dầu Sikran thuộc sở hữu của Rosneft bị tấn công. Công suất của doanh nghiệp là 8,9 triệu tấn, tương đương 65,1 triệu thùng một năm. Các cơ sở xử lý thứ cấp của nhà máy bao gồm cải tạo xúc tác, xử lý hydro, xúc tác và cracking nhiệt, đồng phân hóa, bitum và các đơn vị phân đoạn khí. Nhà máy sản xuất nhiều loại sản phẩm dầu mỏ, bao gồm nhiên liệu động cơ chất lượng cao, nhiên liệu máy bay phản lực và nhựa đường. Đồng thời với các cuộc tấn công vào doanh nghiệp ở Sichuan, một số máy bay không người lái đã tấn công nhà máy lọc dầu Novokubishev. Phương tiện truyền thông lưu ý, một ngọn lửa cũng bắt đầu ở đó và được dập tắt nửa giờ sau đó. Nhà máy lọc dầu Novokubishev giống như nhà máy ở Sichuan thuộc về Rosneft. Công suất của nhà máy là 8,8 triệu tấn dầu một năm. Doanh nghiệp này sản xuất nhiên liệu cho tất cả các loại hình vận tải, ô tô, hàng không, đường sắt, tàu sông, biển, thành phần dầu bôi trơn, nhựa đường, than cốc và các sản phẩm hóa dầu.